Tối qua 113, tạo lập model kết cấu phần bê tông cốt thép 11.3.1, tạo lập móng. Thì ở bước 1, trong cái view KC định móng này, tôi vào tab Insert, tôi chọn Low Family. Trong thư mục Resource, tôi vào High Family, tôi vào High Earth. Sau đó tôi vào Earth Foundation, tôi vào thư mục 2 móng cọc. Sau đó vào thư mục 2 móng cọc tròn. Rồi tôi vào 2 móng cọc tròn, 2 cọc. Tôi chọn cái Family là Earth Foundation, móng đơn, cọc tròn, 2 cọc, kiểu 1. Rồi tôi Open. Ở bước 2, trong tab Structure, chỗ panel Foundation, tôi chọn công cụ là Isolated. Sau đó tôi Edit Type. Family là Earth Foundation, móng đơn, cọc tròn, 2 cọc, kiểu 1. Tôi rename cái tên nó lại thành là M1500 x 800 x 700. Tôi OK. Length là 1500, width là 800 và Foundation Thickness là 700. Rồi tôi OK thoát ra ngoài. Ở trục X3Y1 đây, tôi gắn nó vào đây. Sau khi gắn xong á, thì cái phương X là nó gây tim. Cái phương Y á, thì do người thiết kế, người ta thiết kế. Nó lọt tí cho nên tôi mới đo kích thước từ đây tới đây. Nó đang là 750. Tôi click chọn cái móng. Tôi sửa kích thước này lại thành là 650. Kết quả như thế này. Ở bước 3, tôi click chọn cái móng vừa gắn vào. Tôi dùng lệnh copy. Và tôi chọn là multiple. Tôi copy rải nó ra. Các vị trí còn lại ở trên trục Y như thế này. Sau đó tôi quét chọn toàn bộ các phần móng. Tôi lọc bỏ cái dimension đi. Rồi tôi dùng lệnh mirror. Big axis. Tôi biết vào trục số 5 cho nó mirror qua bên kia như thế này. Ở bước 4, chỗ trục Y1, X2, tôi cũng gọi công cụ Isolated. Tôi Edit Type. Tôi duplicate thêm một cái móng nữa. Tôi đặt tên nó là M2, 1500 x 800 x 700. Kích thước thì nó giống nhau, nhưng chắc có lẽ là thép nó khác nhau cho nên các bạn thiết kế kết cấu và đặt tên nó khác nhau. Sau đó tôi OK thoát ra ngoài. Tôi đưa vào vị trí trục X2Y1 và tôi gõ phím Space trên bàn phím để nó quay lại ngang như thế này. Và tôi gắn nó vào đây. Sau đó tôi click chọn nó. Sau đó tôi đo kích thước từ đây tới đây. Và tôi sửa cái số này thành là 650. Ở bước 5, tôi mới chọn cái móng ở trục X2Y1 này. Tôi dùng lệnh copy, tôi copy lên trục Y8 này. Rồi tôi chọn cả hai móng, tôi dùng lệnh mirror. Tôi biết vào trục X7 để nó mirror qua trục X12 như thế này. Tiếp tục ở bước 6, tôi lấy chọn một móng bất kỳ. Tôi chọn công cụ Create Similar. Sau đó tôi Edit Type. Tôi duplicate thêm một cái type nữa. Tôi đặt tên là M3, 1500 x 800 x 700. Tôi OK. Rồi tôi OK thoát ra ngoài. Sau đó tôi dùng phím Space tôi quay nó lại và tôi gắn vào vị trí trục X2, Y2 ở đây. Rồi tôi dùng lệnh Align, tôi so cho nó bằng đầu với cái móng ở bên dưới. Ở bước 7, tôi click chọn cái móng vừa mới gắn vào ở vị trí trục X2, Y2. Rồi tôi dùng lệnh Copy, tôi copy lên trục Y3, Y5, Y6 và Y7. Sau đó tôi chọn hết cái nhóm móng này. Tôi dùng lệnh Mirror Big Axis. Tôi biết vào trục X7 thì nó lệch qua bên trục X12 như thế này. Ở bước 8, tôi cũng gọi công cụ Isolated, tôi Edit Type. Rồi tôi duplicate thêm một cái móng M4. Kích thước nó là 1500 x 800 x 600. Sau đó tôi sửa cái Foundation Thickness thành là 600. Rồi tôi OK. Tôi zoom lớn cho trục X1 và Y1 lên. Tôi dùng Space để quay nó lại. Rồi tôi gắn nó vào đây. Sau đó tôi đo kích thước ở đây. Tôi click chọn móng và tôi sửa cái số nó lại thành là 650. Tôi vừa làm xong bước 9. Ở bước 10, tôi click chọn cái móng đây. Tôi copy nó lên trục Y2 và Y3 như thế này. Sau đó tôi chọn cả ba cái móng này. Tôi dùng lệnh Mirror Big Axis. Tôi biết nó thông qua trục X7 để nó là qua trục X13 như thế này. Bây giờ tôi vào chỗ trục X1 và Y4. Tôi cũng click chọn cái móng và tôi Create Similar. Sau đó tôi Edit Type. Tôi duplicate thêm một cái type là móng M5. Kích thước nó là 1500 x 800 x 600. Chúng ta không cần sửa số bởi vì nó là đúng 600 rồi. Sau đó tôi OK. Rồi tôi gắn nó vào vị trí trục X1, Y4.
Tôi dùng lệnh align để soi hai cái đầu của nó. Ở bước 12, tôi mới click chọn cái móng này. Tôi dùng lệnh copy. Tôi copy nó lên trục I5, I6 và I7 như thế này. Sau đó tôi chọn cả bốn cái móng này. Tôi dùng lệnh mirror big exit. Tôi biết qua trục X7, đó là qua bên trục X13. Kết quả thì chúng ta đã tạo lập xong được các móng. Các móng thì dù có giống nhau về kích thước bê tông, nhưng là do khác về cốt thép và chiều dài cọc nên có mã số khác nhau. Phần cọc tròn bê tông cốt thép thì giai đoạn này chúng ta không tạo lập, thì nằm ngoài cái mục tiêu chính trong cái quyển sách này. Khi nào mấy bạn làm cái phần kết cấu á, các bạn đi sâu hơn á, thì mấy bạn phải tạo lập cái phần cọc bê tông cốt thép. Thì cách tạo lập cái cọc là mấy bạn tạo thêm hai cái level đỉnh cọc và mũi cọc, rồi các bạn dùng cái isolated gắn cái family cọc được tạo từ family generic model tool level bay vào. Khi các bạn tạo family thì các bạn đổi cái carry nó là foundation. Lưu ý một chuyện là các bạn không nên gắn cọc trực tiếp vào family móng, bởi vì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến công tác lắp đặt rebar, sức bản vẽ và thống kê. Phần sàn bê tông ốp thép này đó, do nó là một cái nhà xưởng cho nên là nó cũng có cái móng đỡ sàn riêng. Tuy nhiên trong quyển sách này chúng ta cũng không thực hiện cái phần móng của cái sàn này. Bây giờ chúng ta qua mục 1.3.2 tạo lập cái cổ cột. Ở bước 1, tôi vào view KC tầng trệt. Trong tab Structure, tôi chọn công cụ là Structure on Column. Sau đó, tôi Edit Type. Tôi chọn cái Family là M-Connect Rectangular Column. Nó có sẵn ở trong cái template mặc định rồi. Tôi mới rename nó lại. Tôi đặt tên nó là 300x700. Tôi OK. Chỗ B thì tôi để là 300 và H nó sửa thành là 700. Rồi tôi OK. Hình bên tay trái bước 2 là chúng ta vẫn để là depth, chúng ta không chỉnh là height. Bởi vì cái lý luận của kết cấu là cái cột kết cấu nó chỉ có giá trị khi nó đỡ một cái gì ở bên trên nó. Cho nên chúng ta không biết nó có đỡ gì hay không thì chúng ta lên ở trên tầng trên chúng ta gắn ngược xuống tầng dưới. Còn khi các bạn gắn cột kiến trúc thì cột kiến trúc dầu cho có đỡ hay không có đỡ thì nó vẫn tồn tại được. Có những cái cột trang trí chẳng hạn, cho nên cột kiến trúc chúng ta gắn là height đi ngược từ dưới lên trên. Bây giờ tôi chọn là depth và đi sâu xuống thì tôi vẫn để là KC định móng. Sau đó tôi gắn vào chỗ vị trí trục X3Y1. Gắn vào vị trí ở đây như thế này. Tôi dùng dimension, tôi đo khoảng cách từ đây tới đây. Nó là 350. Tôi mới click chọn cái cột. Tôi sửa nó thành là 200. Ở bước 3, tôi chọn cái cột này. Tôi dùng lệnh copy. Tôi copy ra các vị trí còn lại như thế này. Sau đó tôi chọn nguyên cái nhóm cột này. Tôi dùng lệnh mirror big exit. Tôi mirror nó thông qua trục Y5. Tôi đã lật lên trên ở đây như thế này. Sau đó tôi vào tab Structure. Tiếp tục tôi gọi công cụ Structure on Column. Rồi tôi Edit Type. Tôi duplicate thêm một type. Tôi đặt tên là 500x650. Tôi OK. Tôi sửa cái B là 500, cái H là 650. Rồi tôi OK thoát ra ngoài. Tôi mới gắn vào vị trí trục X2Y1. Tôi dùng Space để tôi quay cái cột qua cái phương ngang như thế này. Tôi gắn nó vào đây. Sau đó tôi đo kích thước theo cái phương ngang. Phương ngang này tôi lấy chọn cái cột, tôi sửa nó lại thành là 200. Rồi tiếp tục tôi đo kích thước theo phương dọc. Tôi cũng lấy chọn cái cột và tôi sửa nó lại thành là 200 như thế này. Tôi lấy chọn cái cột này. Sau đó tôi dùng lệnh mirror big exit. Tôi mirror nó thông qua trục X7. Rồi tôi chọn cả hai cái cột ở chỗ trục X2 và X7 này. Tôi dùng lệnh mirror big exit. Tôi mirror nó thông qua cái trục Y5 để nó lên trên ở vị trí này và vị trí này như thế này. Tiếp tục tôi vào tab Structure. Tôi gọi công cụ Column. Tôi cũng Edit Type và tôi duplicate thêm một cái cột nữa. Tôi đặt tên nó là 300x650. Tôi sửa kích thước nó là 300 và H là 650. Sau đó tôi OK thoát ra ngoài. Ở vị trí trục X2 và Y2 này, tôi quay cái cột theo phương ngang và tôi gắn nó vào đây. Sau đó tôi dùng dimension tôi đo cái phương này. Cái phương này á thì nó nằm giữa cái cột rồi, cho nên tôi lấy chọn cái cột. Tôi sửa kích thước nó là 200 cho nó bằng đầu với cái cột bên dưới đây. Các bạn có thể dùng lệnh align cũng được. Bây giờ tôi qua bước 7, tôi lấy chọn cái cột vừa gắn vào. Tôi dùng lệnh copy. Tôi copy nó lên trục Y3, Y5, Y6 và Y7 như thế này. Sau đó tôi chọn các cái cột từ trục Y2 đến trục Y7 nằm ở trên trục X2 này. 5 cái cột. Rồi tôi dùng lệnh mirror big exit. Tôi click vào trục X7 cho nó lật qua bên trục X12. Tiếp tục tôi chọn công cụ Column. Tôi edit type. Tôi duplicate thêm một cái type nữa. Tôi đặt tên nó là 300x500.
Ok, tôi sửa B bằng 300, H bằng 500. Tôi ok thoát ra ngoài. Tôi gắn nó vào chỗ trục X1 và Y1. Tôi cũng dùng space để nó lật ngang qua đây. Tôi gắn nó vào đây như thế này. Cái cột này nằm ở ngay mép trục X1, tên cho nên tôi dùng lệnh align. Tôi align nó vào ngay mép trục X1. Phương Y1 thì tôi đo kích thước từ đây tới đây. Tôi click chọn cột và tôi sửa cái số nó thành là 200. Đây là cái hình bên tay phải của bước 8. Chúng ta vừa gắn xong một cái cột 300 x 500 ngay cái vị trí trục X1 và Y1. Tiếp tục tôi dùng lệnh mirror click exit. Tôi biết vào trục X7 để nó lọt qua cái trục X13. Đây là cái hình bên tay trái của bước 9. Hình bên tay phải bước 9 thì tôi trở lại cái vị trí trục X1, Y1 đây. Tôi copy cái cột này lên trục Y2. Ở bước 10 tôi mới chọn cái cột ngay chỗ trục X1, Y2. Tôi dùng lệnh copy. Tôi copy nó lên trục Y3, Y4, Y5, Y6 và Y7. Sau đó tôi chọn cái nhóm cột từ trục Y2 lên tới Y7. Tôi dùng lệnh mirror big exit. Tôi mirror nó thông qua trục X7 để nó lật qua bên trục X13 như thế này. Chúng ta vừa làm xong bước 10 ở trang 26.